Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, nhân dịp đầu xuân năm mới, với lòng thành kính tri ân, hàng Phật tử chúng con kính chúc trên Sư Phụ sức khỏe miên trường. Chúng con xin cầu thỉnh trên Sư Phụ trụ thế Sa Bà dài lâu, để tế độ, truyền giảng Phật Pháp cho chúng con và cho chúng sinh, để cho chính Pháp của Phật được trường tồn ở thế gian này. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni có nhiều sức khỏe, tinh tấn đầu đà phạm hạnh, sớm vào dòng thánh, để tiếp nối hạnh nguyện Bồ Đề của trên Sư Phụ, đem lại lợi ích cho nhân thiên. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, đối với thế gian, mùa xuân là khởi đầu cho một năm mới, với sự sinh sôi của muôn loài và muôn hoa đua nở, khoe sắc. Thế nhưng, mùa xuân ấy không tránh khỏi sự chi phối của định luật vô thường. Xuân có đến rồi sẽ có đi, hoa nở rồi sẽ tàn, vạn vật có sinh rồi ắt sẽ có diệt. Chỉ có mùa xuân trong Pháp của Phật mới nở ra con đường vô sinh, bất diệt. Chúng con thiết nghĩ rằng sự hiện sinh của Đức Thế Tôn đã đem lại mùa xuân thù diệu đối với khắp nhân thiên trên con đường tìm kiếm chân hạnh phúc. Nếu không có Đức Phật ra đời, thành đạo và chuyển Pháp Luân, thì giáo Pháp không được truyền tải tới chúng sinh. Và đối với chúng con, nếu không có Sư Phụ là bậc thầy dẫn đường, chỉ lối, thì chúng con cũng không thể biết được đến chính đạo, không thể đi được trên con đường tiến tới giác ngộ, giải thoát, chấm dứt mọi khổ đau, đạt được hạnh phúc chân thật, tuyệt đối. Trong vô lượng kiếp, có lẽ chúng con đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh diệt của vô lượng mùa xuân vô nghĩa. Khi không được thực hành giáo pháp của Đức Như Lai, chúng con thấy mình thật có phúc duyên khi kiếp này có được thân người, lại được gặp bậc minh sư, thiện hữu tri thức, hướng dẫn tu hành theo chính pháp để gột rửa thân tâm, sống một cuộc đời có ý nghĩa trong vô số cuộc đời đã qua. Trong tiết xuân đầu tháng riêng của năm mới Giáp Thìn, hàng Phật tử tại gia chúng con đã tề tựu tại chốn Già Lam Ba Vàng để được cầu thỉnh trên Sư Phụ tiếp tục truyền giảng giáo pháp bất tử của Đức Thế Tôn, cũng như gieo trồng và nuôi dưỡng những hạt giống thiện lương trong mảnh vườn tâm thức của chúng con còn đầy rẫy những mầm giống bất thiện, không thể thiếu được bàn tay chăm sóc của Sư Phụ. Chúng con thành kính cầu thỉnh trên Sư Phụ từ bi hứa khả cho lời thỉnh pháp của chúng con, để chúng con được thừa hưởng ân đức cao quý từ nơi Tam Bảo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.